Ngày xưa tôi cũng yêu người, tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ này tôi lặng im nhìn em xa rời rồi, chia đôi cầu vòng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi đến xa. Em ơi, chờ nhiều chút, anh đang test cái loa cho khách hàng, em tiện em quay luôn cho anh cái bộ loa này, giới thiệu cho khách hàng của anh luôn. Đi ra chút xíu. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Huy Audio. Đấy, và ngày hôm nay thì Huy đang test một cái bộ loa kéo cho khách hàng ở dưới Tây Ninh. Đấy, một bộ loa kéo mới của bên Huy với cái form rất là đẹp. Và bên Huy vừa mới hát thử rồi, thấy khá là hay. Huy sẽ giới thiệu cho mọi người xem về cái cấu hình của cái loa này nhé. Thì đầu tiên là ở phía ngoài của nó thì nhìn nó khá là nhỏ gọn so với các cái dòng loa kéo trước đây của bên Huy. Các bạn có thể thấy rằng cái độ cao của nó này không quá cao. Với cái kích thước này chúng ta có thể để trong các cái xe 4 chỗ đều ok. Và ở phía trước thì nó được thiết kế bằng hai loa bát 40. Các bạn có thể nhìn thấy hai cái vòng đen ở trong này, hai loa bát 40 và hai chép bằng hai bên. Thì khác với các cái dòng loa khác của bên Huy đó là loa này nó sử dụng một cái mạch, một cái bo công suất bao gồm tất cả các cái chức năng trên một cái bo công suất này luôn. Và cái dòng này nó được cái là nó tích hợp bình luôn, bình điện cho chúng ta. Đó, ở các cái dòng loa khác thì Huy sử dụng men và vang rời, còn cái này thì nó sử dụng một cái bo như này rất là tiện. Thì cái loa kéo này nó được tích hợp bình ở phía trong nhé. Nên là cái bình này nó có khả năng sử dụng từ 4 cho tới 6 tiếng tùy theo độ lớn của chúng ta sử dụng. Và nó cũng có các cái cổng kết nối đầy đủ cho chúng ta là từ Bluetooth này, thẻ nhớ USB và đường MP3. Và để cung cấp điện cho loa này thì nó được trang bị một cái bình điện. Và ở đây thì nó có vào cổng 220V là chúng ta có thể vừa sạc vừa hát. Và một cổng input 12V. Sử dụng cho những cái bình chúng ta kết hợp có thể là từ bình xe máy hoặc là bình ô tô, chúng ta đều sử dụng qua này được. Thì về hình thức bề ngoài của nó thì các bạn có thể biết rằng là bên Huy á là chuyên về các cái loa kéo gọi là sơn nhám. Tuy nhiên thì đối với dòng này thì bên Huy sử dụng một cái loại sơn bóng và vân gỗ rất đẹp. Em có thể là quay xung quanh cho mọi người xem về cái màu sơn của cái loa này. Đó, các bạn có thể thấy được là cái chiều ngang này của nó này cũng không quá rộng, nó chỉ hơn 40 thôi. Đó. Đây là phía sau. Vì đây là một cái dòng loa kéo để tích hợp chuyển xa đấy, nên là bên sau nó phẳng như thế này. Không có một cái dây dợ nào đây cả. Rất là gọn, nhìn rất đẹp nhé. Đó. Bên cái loa kéo này thì cũng không quá nặng. Công suất của nó thì vừa đủ cho chúng ta có thể hát được ở trong nhà, cũng như là có thể đem ra ngoài trời đi chơi với bạn bè, đi du lịch chẳng hạn. Thì cái loa kéo này rất là lý tưởng nhá, để được trên xe 4 chỗ. Những cái dòng loa kéo của bên Huy trước đây bán thì chỉ để được trên xe 7 chỗ thôi, còn xe cái loại loa này rất là gọn. Bây giờ thì Huy sẽ hát thử cho mọi người nghe một đoạn, xem là cái loa kéo này có hay không nhá. Mọi người có yêu mến công ty Thanh Huy thì mọi người hãy nhấn đăng ký kênh, cũng như là nhấn chia sẻ cái video này để tiếp tục ủng hộ cho công ty Thanh Huy. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vâng. Và Huy xin bật mí với tất cả mọi người, đó là cái loa kéo này của bên Huy có giá thành rất là hợp lý. Nó chỉ là 8.900.000 đồng cho một chiếc loa thôi. Giá rất là hợp lý luôn. Và ngay bây giờ thì Huy sẽ hát thử cho mọi người nghe một đoạn, một ca khúc, xem là cái loa này mọi người đánh giá xem cái loa này có hay không nhá. Mọi người có yêu mến công ty Thanh Huy thì mọi người hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ cái video nào của Thanh Huy nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ai đã yêu một lần đều hạnh phúc với người mình nhiều. Ai đã yêu một lần đều chẳng qua cái đắng của tình yêu. Tôi cũng yêu người, tôi yêu đẹp
Hát thử một đoạn thôi. Huy hát thì không có hay. Rất mong mọi người thông cảm. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi cái video clip của Thanh Huy từ đầu đến giờ. Xin chúc cho mọi người có một buổi tối thật vui vẻ. Xin chào.